Để chương trình mỗi xã phường một sản phẩm OCOP ngày càng phát triển và đạt hiệu quả, thời gian qua quận Ngũ Hành Sơn đã tích cực hỗ trợ các chủ thể trong việc quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP. Cùng với việc phối hợp Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức các chương trình quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng Đà Nẵng, quận Ngũ Hành Sơn còn triển khai các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với lễ hội Quán Thế Âm và các địa điểm du lịch có đông du khách. Bên công ty cũng cải tiến bao bì, máy móc thiết bị cũng nâng cấp hơn để cái chất lượng sản phẩm được đảm bảo và bao bì bắt mắt, tôn vinh cái vẻ đẹp của Đà Nẵng và cái sản phẩm du lịch của Đà Nẵng. Thì nhờ có sự hỗ trợ và đồng hành của quận trong quá trình phát triển thì cơ sở đã có một động lực rất to lớn và một gọi là một bàn đạp để từ đó có thể hoàn thiện sản phẩm hơn và được nhiều người biết đến hơn để phát triển chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, quận đã đồng hành cùng các cơ sở sản xuất trong suốt quá trình phát triển sản phẩm, từ khâu tư vấn, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất tiếp cận, tham gia các chương trình hỗ trợ của thành phố. Đến nay, trên địa bàn quận đã có 5 sản phẩm được công nhận 3 sao cấp thành phố, đó là trà gừng Tâm Nguyên, cá mai Rim Thành Trung, bột ngũ cốc mầm của Hợp tác xã Nông sản Sạch Đô 37, nấm bào ngư của Hợp tác xã Hòa Quý 2 và bò khô Thu Trang. Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và lộ trình để cùng với các doanh nghiệp triển khai các chương trình OCOP, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có đủ điều kiện để công nhận là sản phẩm OCOP. Thì đến nay thì sau 5 năm thì trên địa bàn quận đã triển khai và có nhiều doanh nghiệp đã đạt được các sản phẩm OCOP của cấp thành phố, và năm nay là chúng tôi tiếp tục triển khai các chương trình OCOP thuộc cấp quận. Hiện quận đang tiếp tục hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ cho 3 sản phẩm tham gia đánh giá công nhận sản phẩm OCOP 3 sao và hướng dẫn một cơ sở tham gia đánh giá công nhận sản phẩm OCOP 4 sao. Việc triển khai có hiệu quả chương trình OCOP hứa hẹn sẽ là cơ sở quan trọng thúc đẩy đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn quận.